Tính đến sáng ngày 3 tháng 7, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua con số hơn 10,9 triệu người. Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với hơn 2,8 triệu ca mắc. Hơn 30 bang của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Một dấu hiệu mới cho thấy đại dịch COVID-19 từng được cho là đang suy yếu, lại đang lây lan nhanh chóng tại cường quốc số 1 thế giới. Trước làn sóng dịch COVID-19 mới, nhiều bang của Mỹ đã phải tạm ngừng kế hoạch mở cửa tiếp theo, đồng thời tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh có phần chuyển biến tích cực tại châu Âu, tạo điều kiện cho các quốc gia tiếp tục thực hiện những kế hoạch mở cửa trở lại. Tính đến hôm nay là 78 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong 355 ca mắc COVID-19, có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện cả nước chỉ còn 15 bệnh nhân đang điều trị, tình trạng sức khỏe đều ổn định. Trường hợp bệnh nhân 91 phi công người Anh, bệnh nhân đã cai thở máy 21 ngày, sức cơ chân, tay hồi phục hoàn toàn. Các chức năng tim, phổi, giao tiếp, ăn uống bình thường. Trong sáng nay, tiểu ban điều trị và các chuyên gia sẽ hội chẩn quốc gia lần thứ 6 về tình hình sức khỏe nam phi công người Anh trước khi hồi hương. Và trước đó, Đại sứ quán Anh đã có công hàm đề nghị cho bệnh nhân này về nước trên chuyến bay ngày 12 tháng 7 tới. Đây là chuyến bay xuất phát từ Hà Nội đi Vương quốc Anh đón công dân Việt Nam. Hơn 400 người nước ngoài làm việc tại 100 cơ quan tổ chức doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xem xét hỗ trợ cho nhập cảnh. Đây là các nhà đầu tư, chuyên gia, người quản lý, lao động tay nghề cao, số đông đến từ các nước Trung Quốc, Anh, Nhật Bản. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho số người nước ngoài này nhập cảnh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần khôi phục kinh tế xã hội thành phố sau dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định các đối tượng này phải đảm bảo yêu cầu phòng dịch theo quy định và doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí y tế và các chi phí khác có liên quan đến việc cách ly lao động nước ngoài. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã ca ngợi điều mà ông mô tả là thành công rực rỡ của Triều Tiên trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19. Ông Kim khẳng định Bình Nhưỡng đã ngăn chặn triệt để sự xâm nhập của virus nguy hiểm và duy trì tình hình chống dịch ổn định bất chấp khủng hoảng sức khỏe trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thì người đứng đầu Triều Tiên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì cảnh giác tối đa, đặc biệt là trước những đợt bùng phát mới ở các nước láng giềng. Bình luận của lãnh đạo Kim Jong-un được đưa ra tại một cuộc họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 2 tháng 7 để thảo luận về tác động của dịch COVID-19. 6 tháng sau khi Triều Tiên đóng cửa biên giới và cách ly hàng nghìn người, Bình Nhưỡng đã không xác nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2. Triều Tiên đã áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt bao gồm đóng cửa biên giới và trường học và cách ly diện rộng. Dịch COVID-19 tấn công hầu hết các quốc gia trên thế giới, lây nhiễm ít nhất 10,7 triệu người và cướp đi khoảng 516.000 sinh mạng. Trong đó thì Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới về số ca nhiễm và thiệt hại do dịch bệnh. Vâng, thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Tài chính Gia Lai thì tổng kinh phí cấp cho các đơn vị nhằm chống dịch COVID-19 là vào khoảng 43,5 tỷ đồng, trong đó hơn 9,7 tỷ đồng đã giải ngân. Hôm nay thì trên Thanh Niên có bài viết đáng chú ý với nhan đề là một câu hỏi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nói gì về nghi vấn thiết bị chống dịch COVID-19 bị thổi giá? Theo báo cáo, tháng 5 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai mua phương tiện vật tư chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Theo kết luận của Sở Tài chính Gia Lai, việc mua máy được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Trao đổi với phóng viên của Thanh Niên sáng ngày 2 tháng 7, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, việc mua sắm thiết bị phòng chống dịch COVID-19 đang được kiểm tra lại. Thông tin báo chí chỉ là ban đầu, chưa có kết quả cuối cùng. Chúng tôi sẽ thông tin rõ khi việc kiểm tra đã hoàn tất. Được biết, ba nhà thầu tham dự là công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Bách, công ty cổ phần thương mại kỹ thuật Việt Nam và công ty cổ phần thiết bị y tế Medisco. Đến ngày 14 tháng 5 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã thực hiện mua sắm trang thiết bị chống dịch COVID-19 với trị giá là 8,6 tỷ đồng. Song qua tham khảo việc mua sắm từ Sở Y tế Khánh Hòa vào tháng 8 năm 2019, đối với máy thở chức năng cao có cùng model là Carescape R860, cùng hãng sản xuất là Healthcare Datex Omeda, cùng xuất xứ là Mỹ, cùng năm sản xuất 2019 thì có sự chênh lệch về giá. Sở Y tế Khánh Hòa mua máy này vào tháng 2 năm 2019 là 789,5 triệu đồng. Còn Bệnh viện Đa khoa Gia Lai mua vào tháng 4 năm 2020 có giá là 1,45 tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, cái này là làm theo chỉ đạo của Chính phủ trong quá trình mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc chống dịch COVID-19. Quy trình thủ tục thì đúng rồi,
nhưng quy cho cùng, một cái máy có cùng chủng loại nhưng có thể là có những chức năng khác nhau. Thực ra thì tiền nào của ấy, suy cho cùng là có thể có máy cùng loại nhưng chức năng khác nhau thì giá nó sẽ khác. Còn việc mua sắm trang thiết bị phòng chống COVID-19 này, chúng tôi đã giao cho các đơn vị làm chủ đầu tư và chỉ đạo sát sao là phải làm theo đúng quy định của pháp luật. Còn cấu hình thì tùy vào nhu cầu mà chọn loại máy hay cấu hình. Trước mắt hãy để các cơ quan có chức năng kiểm tra cụ thể chính xác. Nếu ai sai phải chịu trách nhiệm. Ông Hải cho biết thêm. Ngày 2 tháng 7 thì tại phiên họp mà trực tuyến của chính phủ với các địa phương tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19, Việt Nam đã thực hiện đồng bộ hiệu quả các mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe để phục hồi kinh tế, ổn định chính trị xã hội. Theo đó, kết quả đạt được là rất đáng mừng và đời sống của nhân dân, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Hôm nay trên vov.vn có bài viết dự báo thị trường lao động việc làm quý 3 sẽ tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, tỷ lệ thiếu đói giảm 74,6% so với cùng kỳ. Đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng lên với mức bình quân cả nước là 4.300.000. Riêng khu vực thành thị là 7.100.000 đồng. Về lĩnh vực lao động, việc làm, các nền kinh tế thế giới đang rơi vào khủng hoảng kinh tế xã hội tồi tệ, nhất là trong nhiều thập kỷ qua kéo theo một chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Tỷ lệ thất nghiệp ở trong nước giá rất cao. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, bức tranh việc làm đang chuyển biến khi thị trường lao động Việt Nam phục hồi nhanh và khả quan. Nhiều lĩnh vực cho thấy tín hiệu vui và chỉ riêng trong tháng 6 thì chúng ta đã có thêm 120.000 lao động được giải quyết việc làm. Các ngành nghề lĩnh vực bị đứt này đã trở lại bình thường. Riêng trong lĩnh vực chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản đã có 1.400 lao động trở lại công việc bình thường. Về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, các địa phương đã phê duyệt danh sách 15.800.000 người được nhận hỗ trợ thuộc 6 nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là 17.500 tỷ đồng. Trong đó thì 250.000 người bán vé số đã nhận được sự hỗ trợ. Quý 3, quý 2 mới là thử thách ban đầu, chủ yếu đứt chuỗi cung ứng, nguyên phụ liệu và mất việc, ngừng việc tạm thời. Nhưng chúng ta vẫn phải dự báo và có chủ trương khi thất nghiệp thực sự có thể rơi mạnh vào cuối quý 3, đầu quý 4 do vừa thiếu nguyên phụ liệu, cộng với vấn đề lưu thông hàng hóa, không xuất được hàng hóa, dẫn đến lao động phải ngừng việc quy mô lớn, nhất là trong khu vực giày da hay là dệt may. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ. Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều ổ dịch bạch hầu. Còn tại tỉnh Kon Tum cũng vừa có thêm 5 trường hợp tại thành phố Kon Tum và các huyện Đắc Hà, Đắc Tô và Sa Thầy. Vì sao dịch bạch hầu lại lây lan nhanh tại Tây Nguyên? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự sau đây. Điều đáng nói là có một trường hợp bệnh nhi nam, người dân tộc Chơ Rai, năm 2010 ở làng O, xã Gia Sia, huyện Sa Thầy, là người khỏe mạnh, mang vi khuẩn bạch hầu. Bệnh nhân đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện Sa Thầy. Còn hai bệnh nhân khác và một người đang nghi mắc bệnh đều ở xã Diên Bình, huyện Đắc Tô. Ba người này đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện Đắc Tô. Khi nhập viện đều có triệu chứng bị sốt, ho, đau họng. Hiện các bệnh nhân đều được cách ly, có sức khỏe ổn định. Khoa truyền nhiễm đã cách ly và cách ly bệnh nhân ngay từ đầu và điều trị bằng thuốc kháng sinh và những thuốc hỗ trợ khác. Tình hình bệnh hiện tại đều ổn. 3 năm trở lại đây, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Kon Tum, liên tiếp xuất hiện nhiều ca bệnh bạch hầu. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây dịch, nhiễm trùng, nhiễm độc do trực khuẩn bạch hầu gây nên qua đường hô hấp. Nguyên nhân chính của trường hợp của cái tình trạng dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện thì do là những cái đối tượng trước đây chưa được tiêm chủng hoặc là đã được tiêm rồi nhưng cái vaccine không đảm bảo, dẫn đến là cái không có miễn dịch trong cộng đồng. Cũng để tiêm vaccine TD chống phòng chống bệnh thì nó cũng còn hạn chế, chưa triển khai được nhiều rộng rãi, chủ yếu tập trung tại các ổ dịch. Còn tại một số vùng có nguy cơ thì cũng chưa có điều kiện tiêm phòng vaccine TD. Bên cạnh đó thì trong cộng đồng cũng còn người mang cái mầm bệnh mà cũng chưa được phát hiện. Theo các chuyên gia y tế, giải pháp căn bản hiệu quả nhất để ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu bùng phát là triển khai tiêm vaccine phòng bệnh uốn ván bạch hầu cho tất cả mọi người để tạo miễn dịch cho cộng đồng. Đồng thời, cần giám sát chặt chẽ các ổ dịch đang hoạt động, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới để cách ly, điều trị, khoanh vùng, khống chế dịch bệnh kịp thời, không để lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.
Trong 6 tháng đầu năm, ngành ngân hàng đã hỗ trợ hơn 380.000 tỷ cho hơn 230.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con số được Ngân hàng Nhà nước công bố tại buổi kết nối ngân hàng doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều nay. Tích cực đẩy vốn ra thị trường sau dịch Covid-19, tại thành phố Hồ Chí Minh hiện các ngân hàng đang tiến hành tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp cụ thể theo danh sách được tổng hợp qua các sở ngành, quận huyện và các hiệp hội. Bên cạnh đó, việc tổ chức các chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn cũng là cách mà thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Trong năm nay đã có 12 ngân hàng đăng ký tham gia gói tín dụng theo chương trình kết nối với nguồn vốn trên 274.000 tỷ đồng. Và đến cuối tháng 5 năm 2020, gói tín dụng này đã giải ngân được cho gần 6.000 khách hàng với số vốn trên 127.000 tỷ đồng. Ngay trong chiều nay đã có 32 doanh nghiệp tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ngân hàng thông qua chương trình kết nối này.